qua. Chào tất cả các bạn, chào bà. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch. Thì theo truyền thống như năm nào ở cái khu vực này, lớp tiếng Việt của chúng ta là lớp tiếng Việt IVN ấy, thì cũng sẽ tổ chức Trung Thu. Cảm ơn tất cả các gia đình bà đến đây tham dự Trung Thu cùng với tất cả chúng ta. Cũng rất là mong là tất cả các gia đình trong cái thời gian mà chúng ta không thể tụ tập để mà học tiếng Việt được thì các gia đình cố gắng ở nhà dạy cho các cháu tiếng Việt nhiều, và cho các cháu có thể cho các cháu coi nhiều các cái chương trình TV trên YouTube của Việt Nam ấy, chương trình thiếu nhi để các cháu nhớ tiếng Việt. Hy vọng là sang năm hết Covid giảm thì chúng ta sẽ có nhiều các cái hoạt động vui chơi dã ngoại ngoài trời, cũng như là những cái hoạt động mà học tiếng Nhật. Ra đây tay nắm chặt tay, tiếp hành vòng dòng một chạy, nhẹ mặt trước, nghèo chạy đằng sau, thế rồi chú chuột lại đóng vai là qua cảnh mắt mèo má chuột. Wow, rất là vui, rất là sáng. Sáng được luôn một công viên này.